Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo giới truyền thông Nga, sau khi tổng thống Mỹ Joe Biden phê chuẩn các điều kiện mới cho việc Washington sử dụng vũ khí hạt nhân, lầu năm góc tiếp tục cố gắng đe dọa Moscow và các đồng minh của Nga bằng vũ khí hạt nhân và các khả năng hủy diệt khác để minh chứng cho lời nói của mình. Lầu Năm Góc trong tuần qua đã thực hiện liên tiếp hai vụ phóng kiểm tra tên lửa đạn đạo liên lục địa từ hầm phóng mặt đất ICBM LGM-30, Minuteman 3, loại ICBM duy nhất hiện quân đội Mỹ đang còn biên chế. Bên cạnh đó, máy bay ném bom chiến lược B-52 mang tên lửa hành trình gắn đầu đạn hạt nhân, thành tố thứ hai trong bộ ba vũ khí gian đe chiến lược, cùng với tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ hầm phóng và tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược cũng đã được quân đội Mỹ mang ra thị uy sức mạnh. Các nguồn giám sát công khai cho biết, sáng mùng 8 tháng 6, máy bay ném bom chiến lược liên lục địa B-52H Chateau Fortress của không quân Mỹ có khả năng mang vũ khí hạt nhân đã quân thảo vùng không phận trên biển Baltic, tiếp cận khu vực Kaliningrad của Liên bang Nga và đến vị trí phóng tên lửa. Các chuyên gia phân tích đường bay của chiếc pháo đài bay Mỹ và xác định chuyến bay của một chiếc máy bay giống như phi hành đoàn đang huấn luyện tấn công hạt nhân vào vùng lãnh thổ hải ngoại duy nhất của Nga nằm trên bờ biển Baltic. Trước đó một ngày, cũng có một chiếc B-52H của không quân Hoa Kỳ đã di chuyển trên bầu trời phía bắc nước Đức với cùng mục đích. Trước đó, phát biểu họp báo, ông Ryder cho biết bốn máy bay B-52 Stratofortress của không quân Mỹ đã bắt đầu triển khai theo kế hoạch tới khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ. Cũng theo người phát ngôn này, các phi công Mỹ sẽ có nhiều cơ hội tập huấn với các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, cùng những đối tác khu vực, cũng như thực hành khả năng tương tác với họ. Thông cáo báo chí trước đó của lực lượng không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi cho hay, hai máy bay ném bom đã đến một căn cứ không quân Anh. Đầu tháng này, cũng đã có một cặp máy bay B-52H của không quân Mỹ đã bay từ Anh đến bờ biển Ship và Siri di chuyển qua châu Âu và vùng biển địa Trung Hải. Trong trường hợp này, Washington rõ ràng đã gửi lời đe dọa không chỉ tới Nga mà còn đến cả các đồng minh của Moscow ở Damascus và Tehran, thể hiện sức mạnh của những máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa hạt nhân, được mệnh danh là cánh tay nối dài trong lực lượng không quân chiến lược Mỹ. Theo hãng tin Reuters, vừa qua người phát ngôn bộ ngoại giao Nga, Maria Zakharova cho biết, Nga sẽ vẫn mở đường dây đối thoại với các cường quốc hạt nhân, nhưng sẽ đáp trả tương ứng nếu Mỹ triển khai thêm vũ khí hạt nhân chiến lược. Bà Zakharova khẳng định: Chúng tôi không dừng bất kỳ cuộc đối thoại nào với bất kỳ ai. Chúng tôi không cắt đứt các nền tảng đối thoại. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga nói thêm: Chúng tôi luôn tuyên bố rằng ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất vẫn có chỗ cho đối thoại. Do đó, chẳng có ý nghĩa gì khi kêu gọi chúng tôi đối thoại bởi chúng tôi chưa bao giờ từ chối làm như vậy. Trước đó, tại diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 27 được tổ chức tại thành phố cùng tên của Liên bang Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này không loại trừ khả năng đưa ra một số thay đổi trong học thuyết hạt nhân của mình. Nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng nếu cần thiết, Nga có thể thử nghiệm một loại vũ khí hạt nhân, song khẳng định đây là việc làm không cần thiết vào thời điểm hiện nay. Sau thông điệp trên của Tổng thống Putin, ông Paranay Vardy, quan chức hàng đầu về vấn đề kiểm soát vũ khí thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói rằng Mỹ có thể sẽ cần phải triển khai thêm nhiều vũ khí hạt nhân chiến lược trong những năm tới nhằm ngăn chặn mối đe dọa gia tăng. Ông đã gợi mở sự thay đổi chính sách như vậy trong bài phát biểu về vấn đề kiểm soát vũ khí theo cách cạnh tranh hơn trước các thành viên hiệp hội kiểm soát vũ khí ở Washington. Ngoài ra, tổng thống Putin cũng bày tỏ hy vọng rằng sẽ không bao giờ xảy ra một cuộc đối đầu hạt nhân giữa Nga và phương Tây. Ông cho biết, Nga sở hữu hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả và kho vũ khí hạt nhân khổng lồ bao gồm cả vũ khí hạt nhân chiến thuật mạnh gấp 3 hoặc 4 lần So với những quả bom được Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki. Ông nói thêm rằng liên minh châu Âu EU thiếu cả hai và chỉ có Mỹ mới có năng lực tương đương. Theo ông Putin, Moscow không có lý do gì để nghĩ tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Putin cũng kêu gọi các quan chức Nga thậm chí không đề cập đến chủ đề vũ khí hạt nhân trừ khi thực sự cần thiết. Tổng thống Putin cho biết, Nga vượt trội về vũ khí so với đối thủ cả về xe tăng và máy bay. Ông cho biết thêm, sản lượng đạn dược ở Nga cũng tăng gấp 20 lần trong bối cảnh xung đột đang diễn ra. Đề cập đến quyết định gần đây của Mỹ, Anh, Đức và một số quốc gia phương Tây về việc cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga, thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo hành động của Mỹ và đồng minh có thể khiến quan hệ giữa Nga và phương Tây trở nên căng thẳng. Ông Robert Fico tuyên bố không muốn Slovakia tham gia vào những cuộc phiêu lưu quân sự như vậy. Ông Fico nói, các nước phương Tây không muốn thiết lập hòa bình với Nga, điều họ muốn là đẩy căng thẳng lên cao, điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Nhà lãnh đạo Slovakia kêu gọi các nước bỏ phiếu ủng hộ các ứng cử viên có sáng kiến hòa bình, không phải ứng cử viên hiếu chiến trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cũng cảnh báo phương Tây rằng xung đột trực tiếp với Nga chỉ cách vài cm. Ông nói thêm, cả EU và Mỹ đều rất cần những người ủng hộ hòa bình lên nắm quyền để tránh xảy ra xung đột. Ông Viktor Orbán nhấn mạnh, phương Tây có thể đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong vòng 24 giờ nếu họ có ý định làm như vậy. Thủ tướng Đức Olaf Scholz quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tấn công lãnh thổ Nga là cách để đảm bảo hòa bình, đồng thời cho rằng thành công tiềm tàng của Nga trên chiến trường là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình ở châu Âu. Trong khi đó, điện Kremlin cáo buộc NATO kích động vòng xoáy căng thẳng mới. Hồi tháng 5, tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc sử dụng vũ khí tầm xa chống lại Nga sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho phương Tây. Ông Putin cảnh báo Nga có thể cung cấp vũ khí tầm xa cho các nước khác để tấn công phương Tây, đồng thời tái khẳng định Moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu xảy ra mối đe dọa đối với chủ quyền. Ông nói, những hành động gần đây của phương Tây sẽ làm suy yếu an ninh quốc tế. Kể từ khi Nga tiến hành hoạt động quân sự ở Ukraine, chính quyền Tổng thống Biden đã từng bước chấp nhận những rủi ro lớn hơn để hỗ trợ cho Kiev. Mới đây nhất là quyết định của Nhà Trắng khi cho phép các lực lượng của Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công vào trong lãnh thổ Nga. Thậm chí một số nhà quan sát cho rằng có thể các chuyên gia quân sự của NATO sẽ sớm có mặt trên thực địa ở Ukraine để huấn luyện các binh lính. Giới quan sát nhận định, tổng thống biden dường như đã cho rằng hầu hết những cảnh báo đáp trả của tổng thống putin là không đáng tin theo đó sau nhiều lần đe dọa hành động chống lại các nước nato nhằm phản ứng trước các động thái gây hấn và thậm chí cảnh báo nga có thể sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân moscow không có vẻ gì sẽ thực hiện những hành động có thể khiến xung đột lan rộng theo tạp chí times điều này có lẽ một phần là bởi washington đã vạch ra những làn danh đỏ của mình với moscow Theo đài RT, ngày 7 tháng 6, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng việc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, mở rộng về phía đông không khiến châu Âu an toàn hơn. Ông Peskov nói, Ukraine bắt đầu trở thành đầu cầu cho hoạt động chống Nga. NATO và dĩ nhiên là Mỹ đã bắt đầu có những bước đi hướng tới Ukraine, hướng tới biên giới với Nga. Điều này trở thành một câu hỏi về an ninh của chúng tôi. Với câu hỏi liên quan sự mở rộng gần đây của NATO khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh. Ông Peskov lưu ý rằng mối quan hệ của Nga với cả hai nước Bắc Âu về cơ bản khác với mối quan hệ Nga-Ukraine. Theo người phát ngôn, Nga có mâu thuẫn về lãnh thổ với Ukraine liên quan bán đảo Crimea, nhưng Moscow không có vấn đề về lãnh thổ nào với Phần Lan và Thụy Điển. Chúng tôi không có lý do đối đầu. Ông Peskov cho rằng, sớm hay muộn, cơ sở hạ tầng quân sự của NATO cũng xuất hiện trên lãnh thổ của Phần Lan và Thụy Điển và gây ra những hậu quả về an ninh. Ông Peskov nhấn mạnh, NATO mở rộng về phía đông không làm cho các quốc gia Đông Âu an ninh hơn mà hoàn toàn ngược lại. Hồi tháng 3, trả lời phỏng vấn hãng tin Eroia về vấn đề Thụy Điển và Phần Lan gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, quyết định gia nhập NATO của hai nước này được đưa ra dựa trên những cân nhắc về mặt chính trị và rằng họ rất muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ phương Tây dưới hình thức che chở nào đó. Ông Putin bình luận đây là bước đi hoàn toàn vô nghĩa xét từ quan điểm bảo vệ lợi ích quốc gia của họ. Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc phỏng vấn trên, ông Putin tuyên bố Nga sẽ triển khai binh sĩ và hệ thống tấn công tới gần biên giới Phần Lan và Thụy Điển sau khi hai nước này gia nhập NATO. Ông Putin nói: "Chúng tôi không có binh sĩ nào ở khu vực biên giới giáp Phần Lan, nhưng giờ sẽ có. Ở đó cũng không có các hệ thống hủy diệt, nhưng bây giờ chúng sẽ xuất hiện." Năm ngoái, Phần Lan đã trở thành thành viên thứ 31 của NATO qua đó tăng chiều dài phần biên giới các nước NATO với Nga thêm khoảng 1.300 km. Trong khi đó, Thụy Điển chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO tuần trước, không có biên giới trên đất liền tiếp giáp với Nga. Nhưng đảo Gotland của Thụy Điển nằm cách căn cứ của hạm đội Baltic của Nga khoảng 300 km.